bây giờ yêu mà kiểu một một hai thời gian mà một hai tuần này. Ngày xưa nhá, ở đây em cần thời gian đấy, thời gian gì bây giờ tìm hiểu trong vòng một hai tuần đâu phết đi, chẳng bây giờ ông con trai tôi con trai bà con gái hết bây giờ nam nữ ở cạnh nhau lại không phịch nhau, mẹ mình ngáo à, mà lại còn thích nhau rồi mà lại yêu nhau rồi không phịch không phịch để thành ngáo à, đúng không? Đó thì bây giờ cái đấy là rất rất nhiều cái để nói luôn. Ê, tôi chỉ cho các con vợ mấy mấy bài ngày xưa tôi hay dùng nhá. Con vợ làm là người yêu cũ hoặc là đã từng thì tự hiểu biết đấy. Bây giờ ví dụ như này, thế bây giờ ví dụ không cho hay mà, ơ em ơi, thế bây giờ chúng mình yêu nhau chẳng hạn, anh là trai em là gái, mẹ còn thích nhau ở với nhau là đi mẹ đi chơi là không phịch nhau, không phịch phịch thì hơi bị phí đúng không? Thế bây giờ em không sợ anh mai sau bị yếu sinh lý à, là cái thứ nhất để anh em mình gọi là chồng cháy này. Cái thứ hai, thế con trai bây giờ mà ở cạnh con gái mà lại không dựng lên, lại không kiểu tò mò, không không kiểu thích thích ấy, khắc đéo em ở với ông sư à. Mà sư bây giờ nó còn phịch vỏ mẹ ra, chứ đừng nói là đến trai gái bình thường, trai thẳng nhe nhe mình đúng không? Sư bây giờ ở cạnh gái nhìn sư thái ấy, đẩy phệt ở mầm luôn, đầu trọc nhưng vẫn dùng MacBook nhờn, vẫn là tay enter gõ bóng đấy. Hoặc nhiều bà lại bảo gì nhỉ, anh em nghĩ mình đến với nhau như này hơi bị nhanh, hơi nhanh, tình yêu là không được vội vã đi. Mẹ mày, các bà nói mà cái gì nhanh quá cũng không tốt, nhưng mà anh ơi cái gì nhỉ, cơm không ăn thì gạo còn đó à, các con vợ lại các con vợ con gái ngày xưa hay có cái câu cơm không ăn thì gạo còn đó ấy, bố mới gặp bố mới đấu lại luôn. Ôi em ơi, nhưng mà xã hội nó nhiều chuột lắm. Thì mẹ mà trong em thì like mình lúc ấy mình phải lịnh nó, hiểu không? Mình quánh mất tâm lý của nó, mình lại khen nó xinh, khen nó đẹp. Trông vợ của chồng, vợ phải nhớ nhá, phải là trông vợ của chồng đấy. Vợ của chồng mà trông vợ của chồng vòng nào ra vòng đấy xinh đẹp thì like, ra xã hội thì chuột nó không ăn thì hơi bị phí, đúng không? Chứ còn gì nữa. Và nhiều bà nhá, nhiều bà con gái nhá, đi mẹ đi chơi lần héo là cũng bỉm bỉm. Đấy, thế mới hay. Các con vợ biết bịp bím bịp kiểu gì không? Các con vợ mấy mấy ba con gái hay dùng cái kiểu vệ sinh hàng ngày, cái giấy vệ sinh hàng ngày ấy, các bà bịp mẹ bím lại. Các bà ví dụ mà đụng vào phát là các bà không, em đang bị lồn thì bị một tháng giờ ngày nào cũng bị đúng không? Phải kiểm địt mẹ mày, lật mai rùa lên, cho tay vào mai rùa lật 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 chấm chấm nhất dương chỉ ngoái nhiều không ạ? Đấy đấy, kiểu nhất dương chỉ mình phải kiểm đã, em đang bị cái gì bị nhá. Điện mẹ mày gặp anh nói cho câu này nhá, bất con mẹ mày tử luôn. Nào bây giờ bắt đầu lại nhá, em yêu nhau ví dụ trong một tháng ấy, vợ ơi hôm nay kỷ niệm một tháng hay là đại loại gì đấy, kiểu có cái dịp mà hai đứa đi với nhau chẳng hạn ấy, chồng muốn vợ có muốn ngủ với chồng không, các kiểu các loại luôn. Xong con vợ kia mà bảo gì nhở, nhưng mà để hôm khác chồng ơi, hay để hôm khác anh ơi, hoặc là nhanh nhanh chậm chậm thì đéo biết, hoặc là bảo vợ đang bị, ui trời, đi mẹ mày, mày vợ đang bị cái gì, các con vợ biết 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 nói câu gì chưa, đố con vợ biết nói câu gì chưa, anh đang nói rất thực tế, không mời anh chém gió, mọi người xem livestream của anh từ trước đến nay không mời anh chém gió bất kể một cái gì cả, càng không bao giờ phông bạt, đây là anh đang nói chuyện những cái chuyện mà anh đã từng trải qua, anh đã từng va vào, chứ không phải là đi mẹ mày anh đi xem chuyện người khác mình bốc phét đâu. Bây giờ nhá, vợ ơi anh đi nhở, chồng vợ ơi chồng muốn các thứ A, B, C, B, C. Thì bây giờ vợ vợ hôm nay vợ 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 đang bị. Vợ đang bị. Đi mẹ mày phải đối anh em mình là anh em con trai phải đấu lại ngay. Biết đấu nhau chưa? Nó con gái nhá mà nói nhá, vợ ơi, vợ à, chồng ơi, vợ đang bị hoặc à, anh ơi em đang bị chẳng hạn. Mình phải đấu lại luôn. Vợ ạ. Chồng là chiến binh. Mà chiến binh thì gươm lúc nào phải dính máu. Úi trời. Cái hộ gái, hộ gái. Cái hộ gái. Địt mẹ mày xin một lần cái hộ gái. Nào. Địt mẹ mày đã là chiến binh nhá. Gươm này, lúc nào phải dính máu. Đéo sợ luôn, máu với bố mẹ. Vỉa cả máu luôn, ít ngại luôn. Cho mày hiểu là mình yêu nó như thế nào luôn. Được không? Lúc mình nói lại câu đấy cho con gái. Cứng họng, đéo đéo đấu lại được luôn, đéo nói được luôn. Đúng không? Mình là chiến binh mà gươm mình lúc nào phải dính máu, đã xuống
đã xuống gọi là địt mạ về cuộc chiến ấy, là gươm lúc nào cũng phải chỉnh máu, mình chiến binh mà đi chém nhau đấy, là phải dính máu. Anh bảo rồi, con trai có cái sinh lý nhu cầu của con trai riêng và con gái cũng có cái nhu cầu của sinh 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 lý riêng, đừng có bảo con gái không dâm, địt mạ mày bốc phét hết. Hoặc là con gái là bà nào mà bảo vợ không thích tình dục, vợ cảm thấy nó địt mẹ mày, thôi mà thôi các bà ơi, các bà ơi, phải nói nó sự thật, phải nói đúng, địt mẹ mù ánh một một lúc đái hết cả ra quần luôn. Đừng nói là bảo là địt mẹ mày em không thích dâm, đừng nói, cứ làm hụm Milo hay hụm nước biển vào biết tay nhau ngay, đừng nói không dâm. Đừng đéo bao giờ tôi công nhận chuyện con gái bảo không dâm, đừng bao nói. Sinh lý nhu cầu con gái còn cao hơn cả con trai anh em mình, chẳng qua ấy, con gái người ta giữ ý giữ tứ, người ta cất đi, người ta không muốn phô ra thôi. Đừng bao giờ bảo chuyện con gái không dâm, đéo bao giờ tôi tin, đừng bao giờ chúng tin. Đóng trong cái địt mẹ mày, mặt là mắt cứ như thế này giật người hả? Các con vợ con gái mà kiểu các con vợ khi các con vợ sướng, các vợ ra ấy, các con vợ lên đỉnh ấy là bụng các con vợ co lại, gọi là giật giật đúng kiểu địt mẹ mày, cụ cụ đi ba lấc luôn. Cứ thử mà xem, không bao giờ, đừng bao giờ có bảo chuyện gái cái không dâm. Chẳng qua một là người con gái đấy người ta còn yêu người yêu cũ, hai là người ta rất giữ ý tứ, như đầy đầy bà con của nhà giáo ấy, huyết sao vát là lên đường luôn. Chẳng qua các bà cứ nói thế thì kiểu bà là bề ngoài nhìn hiền lành kiểu tử tế đàng hoàng ấy, nói như thế để ăn điểm thôi, nói như thế kiểu là bề ngoài nhìn bà kiểu nữ tính, trong kiểu là có học có thức, ăn điểm cho nó đẹp thôi. Còn lên giường ấy đi mày, mày bập như mày khâu luôn, đừng bao giờ nói con gái không dâm, chém hết linh tinh hết. Thế cho là họ gặp tôi nhìn phát biết dâm hay không dâm ngay, có nghĩa là dâm theo kiểu mức độ, dâm theo kiểu là dâm có, nó có nhiều kiểu. Một cái thứ nhất là gặp phát nhìn đã địt mạng của bà này, mồm bà này lay dâm nhiều. Có những bà nhá, yêu người yêu ngủ với người yêu 2 3 lần vẫn trả vờ làm như búp bê đấy, các bà làm như cái búp bê đấy, các bà nhìn cái bề ngoài các bà ngoan mà, ui, ui kinh thế anh, chị anh hư anh ghê thế. Ui, ghê cái gì? Lần 1, lần 2 các bà ấy, eo ơi, ghê thế. Vợ không thích đâu. Địt mẹ mày lần 3 xem các bà ấy dập như mày khâu luôn. Các bà ấy, lúc các bà mới, các bà chỉ diễn kiểu, diễn diễn theo cái kiểu gì nhở? Búp bê tình dục. Địt mẹ mày làm ngủ các bà như tượng ấy. Đổi thế cũng đéo đổi. Làm, cứ làm im như tượng. Ừ, xong 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 ví dụ mà ngủ xong tầm ngủ ngủ 2 3 lần xem địt mạ mày, má ơi chưa, ví dụ em dậy em địt mạ mày, em phi ngựa như triệu tự long một mình cừu chùa ấy. Sợ quá có đúng không, bập địt mạ mày bập má ơi luôn. Thôi đừng thế, nên là đừng nói là không dâm, đừng nói không dâm, cái này nhu cầu sinh lý giữa gọi là cái bản năng của mỗi con người rồi, bản năng của mỗi con người rồi. Thế lên các mẹ đừng bảo ơi ơi anh, ừ thì nói chung là các mẹ em ơi ghê thế, hay là anh kinh thế, hay là anh thế này thế lọ, cũng thì các bà cũng đúng, nói thì cũng đúng, tại vì các bà là con gái mà, con gái là con gái có quyền gì, ok con gái xinh đẹp có quyền được chảnh là đúng, con gái nói thực ra là con gái có quyền chảnh là đúng, đúng thật, con gái là phải chảnh. Nếu mà con gái mà đéo chảnh thì đàn đàn ông nhiều nhiều thằng đàn ông người ta thích có tính chinh phục ấy, chứ đéo phải vừa gặp một cái là thích thích nhảy gì khác. Con gái xinh đẹp là có quyền chảnh là đúng, nó là chuẩn luôn, phải chảnh chứ, nó là phải đúng, nó là chuẩn. Cũng anh ghê quá, anh này thì cũng đúng, đúng rồi, con gái có quyền xinh đẹp, người ta có quyền, có quyền chảnh, con trai nhiều ông cũng chảnh bố mẹ nữa. Thì còn hơn cả mày khẩu ông ạ, nói là phải thực tế,
đừng quá. Lại bỏ dài anh ra, lại dài anh lại à mày lại dài anh lại làm viên lục giác với cả bát giác ấy. Thì cỗ quan tài nữa thì thôi, anh bắn cứt ra ngoài luôn. Nói chung là người đàn bà đẹp ấy là dành làm món quà dành cho người đàn ông thành công. Mình đéo thành công lên, đéo có cái gì à? Đấy, các ông cứ nhớ cái bài của tôi ấy. Đang là chiến binh gương phải chính máu. Ít ngại luôn. Xong của ảnh này vậy. Xong cái livestream này bóp phát của ảnh. Đã là chiến binh gương phải chính máu cho hiểu luôn. Hiểu mình là ai luôn. Nhiều, bây giờ mình sẽ trả lời một số comment là hỏi thăm anh Huấn nghiện chưa? Huấn đi rồi ông giáo ạ. Hay Huấn đi đâu rồi? Hay Huấn bị bắt rồi? Nói thật là mình không bao giờ quan tâm đến những cái vấn đề đấy. Còn ai làm, ai chịu. Tôi được cái là không bao giờ tôi để ý. Hiện lên lưu phíp thì tôi xem thôi, chứ không, tôi không tò mò là à, hôm nay anh Huấn bị bắt rồi, anh Huấn đi rồi, hay là anh Huấn bị bắt tội gì, hay là tò mò. Đấy, người ta đen thôi. Ai người ta bị đen, người ta mới bị thế thôi. Hoặc là như nào đấy tôi không biết. Nhưng mà như nếu mà đang như thế thì cũng không hay thật. Tốt nhất là người ta bị làm sao không nên nói và không bình luận. Nhất là tôi thấy nhiều ông, nhiều bà, ví dụ như một ai, một bạn con gái, một bạn con trai làm lộ clip sách, các ông cứ bót lên, các ông cứ bảo ai cần link không, với cả ai ai cần link không, inbox có link ngay các thứ. Nói thật ra là mình phải vào cái vị trí của người ta mình mới hiểu là cái cú sốc tinh thần đấy nó nặng như nào, hoặc là người ta đau khổ như nào. Cái chuyện mà clip sách ấy thì thực ra là ngày xưa thì ai cũng tuổi trẻ cũng có kiểu quay quay, nói thật ra là cũng có tí quay quay, cũng có nghịch nghịch một tí kiểu trong xem lại ấy. Nhưng mà nhiều khi thế nó không hay lắm, khổ thân người ta. Cho nên là mọi người có ai muốn lộ những cái clip đấy ra bao giờ đâu, chẳng qua bị đen quá, với cả số nó đen quá tự dưng mình ấy, xong mình đi mình bêu rếu, mình trêu người ta cái thứ đấy để làm gì, nó không hay ấy. Cho nên là đừng có ai cần link hay là chia sẻ khổ thân người ta ra làm gì cả, nó không hay đâu mọi người ạ. Lớn rồi đừng có kiểu chế giễu người ta theo cái phương diện địt mạng. Người ta đang đau khổ lại gặp thêm ông nữa, đâu ông lại bảo đau khổ buồn khổ thân người ta ra. Bây giờ ông thử, ông hoặc bà nào thử cái vị trí lộ mẹ cái clip ra xem, xong bị tất cả anh em bạn bè ai cũng chửi, ai cũng gặp, ai cũng nói, không đi bêu rếu người ta, khổ thân người ta ra. Mình làm thế làm cái gì, có được cái lợi gì đâu. Cùng lắm ấy, ví dụ bạn bot lên chẳng hạn, bạn là người đầu tiên có cái link đấy chẳng hạn, hoặc là bạn xem cái clip đấy chẳng hạn, bạn xem clip đấy các thứ chẳng hạn, bạn bot lên Facebook, bạn nào cần link inbox. Nhưng mà lúc ngay trong ngày hôm đấy Facebook của bạn sẽ rất nhiều like, cái bình luận đấy của bạn rất nhiều like, cái bình luận đấy hoặc cái comment các thứ đấy rất nhiều like. Nhưng mà một thời gian sau, tầm một tuần sau, không ai biết bạn là ai cả. Bạn chỉ nổi theo kiểu phong trào, nổi lên xong lại xuống, không ai biết bạn là ai cả. Đấy. Thế nên là thôi, tốt nhất đừng là bạn. Các bạn thấy có bao giờ tôi chia sẻ một cái link gọi là sách của bạn này, sách của bạn kia, nó không hay. Từ từ. Nhờn. Địt mẹ mày hiểu luôn. Đánh nó còn dám hiểu luôn. Để hiểu thôi. Thế nên là cái kỷ niệm buồn, thôi kệ nó, cho nó theo với thời gian, nó sẽ nhòa đi. Đừng lên nói người ta hay là chửi người ta làm gì à. Anh có quay clip sách bao giờ không? Thì mẹ em có sẽ không quay. Quay quá luôn. Có, ngày xưa có quay. Anh xóa hết rồi, tỉnh lắm. Để bạn phải xóa bằng sạch luôn. Ai chả tò mò, ai chả nghịch. Nhưng mà nhiều khi quay lại xem lại cũng hay. Địt mạng mà trông cái bím như là cái miếng đéo ấy. Ơ nhưng mà hàng của anh em mình con trai lên ảnh nhìn to nhở? Lên camera nhìn to thế. Lên ảnh nhìn to đét luôn. Đừng loi lượng người ơi. Một đêm trời bảo vệ.
Hút thuốc kéo mở cửa nó khói quá. Thôi tốt nhất là có clip các thứ gì các con vợ đừng có chia sẻ, đừng có quay. Tôi mà cứ ai mà nhắc đến anh Long ơi, người này bị bắt, người này mà bị có clip đã mà tôi quan tâm. Mình không nên là đụng đến cái nỗi đau của người ta, ai muốn đấy đâu, khổ thân người ta ra. Không lên, cái gì nên hãng lên, còn cái gì không nên thì không nên. Ê, con vợ nào mà mua tăng cân giảm cân cả chị muốn inbox nhá. Đừng có mua, đừng có ấy đấy. Đừng có không